À, kính thưa quý vị và các anh chị, à, tác phẩm sau đây lại là một vấn đề khác của việc ứng dụng hiệu ứng lớp chồng lớp chồng lớp lên nhau để tạo ra cái hiệu ứng ấn tượng như thế này. và cái ứng dụng này người ta hay sử dụng trong việc là tạo ra các bìa nhãn đĩa CD hoặc là những cái poster quảng cáo à, độc đáo. À, thưa quý vị, tác phẩm này thật ra nó không có khó, nó chẳng qua là nó thực được thực hiện từ cái hình đen trắng ban đầu như thế này đây nếu như quý vị không có hình đen trắng thì từ hình màu của quý vị chọn của tôi cái lệnh là mod uh, desaturate hoặc là moss Rayscale và nó chuyển thành rgb chúng ta có cái hình đen trắng như thế này và chúng ta sẽ thực hiện nó với những cái hiệu ứng lớp rất là đơn giản để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật sau đây chúng ta sẽ làm như thế này đây thưa quý vị những f7 và bây giờ việc đầu tiên của quý vị là quý vị nhấn cho tôi uh, một cái lệnh nhân bản lớp là bằng cái lệnh cần trên z hoặc là chúng ta vào trong à, laser, new, à, laser via copy cũng được. là nhấn cần trên Z. và bây giờ sau đó chúng ta sẽ chọn hiệu ứng cho nó là lệnh Hue <laughs> Saturation. là mà nhấn cần trên U. và bây giờ bạn đánh dấu vào Colorize mà đánh đây là 23 hoặc 25, bạn cho đây 50. rồi chúng ta nhấn OK. À, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái lớp gốc ban đầu chúng ta nhấn gần trên di tiếp tục và chúng ta di chuyển đưa lên trên đè lên trên cớp này và bây giờ các bạn thực hiện cái hiệu ứng tiếp tục là hiệu ứng sau đây thưa quý vị chọn là filter chúng ta chọn là artistic chọn là Film grain chúng ta cho một số này là 4 11 và 10 chúng ta nhấn ok rồi sau đó quý vị sẽ cho tôi cái hiệu ứng tiếp tục là overlay sau đó bạn sẽ nhân bản cái lớp overlay này bằng lệnh ctrl trên Z và tiếp tục các bạn sẽ thực hiện tôi cái lệnh là đây chúng ta chọn là liner Burn để cho nó sẫm màu lại và tiếp tục chúng ta nhân bản lớp liner Burn một lần nữa cần trên Z rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong hiệu ứng tiếp tục là email adjustment chúng ta chọn là reason ta cho tám bây giờ các bạn đổi là tôi hiệu ứng trên đây là overlay thì giờ thì bạn thấy rằng cái hình này đã được thực hiện bởi nhiều hiệu ứng sau đây thứ nhất Hue saturation để cho nó tạo ra như thế này sau đó nhân bản cái lớp gốc đưa lên cho hiệu ứng là overlay phim ren overlay sẽ nhân bản lớp này cho nó là lana bên và tiếp tục là trùng cho nó là overlay sau đó chúng ta sập lát tất cả các hình lại thì như vậy các bạn đã có ngay một tác phẩm nghệ thuật rất là ẩn tượng